rồi, cục trời của đất này các bạn ơi. Ủa, được qua được, qua được, qua được. Chạy luôn. Chạy luôn, con xe chạy là chơi. Lên. Không. Rồi tay lấy các bạn ơi. Các bạn xem video. Thì nó mình nó quảng cáo hơi nhiều. Các bạn xem thông cảm cho mình nghe các bạn, bởi mình không biết tắt quảng cáo làm sao. Rồi tiến hành bắt gắn các bạn ơi. Thì bữa nay cũng 8 cái đầu mà được 5 con các bạn. Nhiều người không? Mình có chơi chiêu không? Cái gì mà thăm mấy cái đầu mà dính hoài. Mình thì mình có làm sao quay vậy các bạn ơi. Rồi thì hello. Lời nói riêng mình cũng xin kính chào cô chú anh chị của các bạn cùng các đồng nghiệp thân mến nha. Thì hôm nay cùng trải nghiệm cùng mình đi thăm bẫy gắn đấy các bạn ơi. Thì bữa nay trở lại thăm cái luồng bẫy huyền thoại của mình nha các bạn. Thì mình sẽ cùng trải nghiệm cùng mình đi thăm cái luồng bẫy này. Hôm nay có trúng không nha? Hổng gài đồng nghiệp làm quá trời làm, trúng quá trời trúng các bạn ơi. Gắn bự bự khủng khủng không. Rồi cái hành thăm cùng mình các bạn ơi. Tới bẫy rồi. Cái bẫy mình đây thì mình gài 8 mùa cái mít cho bông rồi các bạn. Cái bẫy này không gài lâu quá không dính. Em yêu mình sao không biết đâu. Em yêu mình đẻ chữa thì chưa không biết đâu. Trời ơi, dính hổ hành. Cái đầu tiên dính hổ hành các bạn ơi. Ok. Mở mũi nha. Trình tán bán trầu hay gì nè. Cái đầu tiên mà dính đây nè. Hello. Em yêu. Rồi, vô đảng. Tiếp tục anh em ơi. Cái thứ nhất. Mới hừng sáng sớm 6:30-7 giờ mà ông trời cỡ này nè các bạn. U ám nè. U ám ám u. Bên đây không biết ông trời có hỗ trợ mình không nha. Bên đây thăm đường đất không các bạn ơi. Thăm cái bẫy mình nó nằm trong kia. Cái chỗ này thì cũng đã từng dính gắn này nghe các bạn. Nhưng mà lâu quá thì không có lên gắn bự nữa thôi. Thì cái bẫy hồi nãy mình gài ngoài bên đó. Bên đây mình gài đen cái nó 2 cái. Cái bẫy mình chống dữ vậy nè. Sống lỏng vậy. Nặng nặng nữa ta. Trời dầu bu. Éo lèo tình cái gì quá. Dầu bu cái gì vậy. Dính con gì các bạn ơi. Cái gì vậy. Cái gì vậy. Trời ơi, hổ lãi hay gì má. Heo hèo nhỏ. Rồi gắn lãi hổ hèo nhỏ. Trời ơi, gắn lãi má ơi. Rồi 2 cái. Rồi tới công trình các bạn ơi. Trời ơi là trời nguyên chiếc sân cuốc luôn má ơi. Một con hổ heo của mình. Ủa thằng gà hình như bẫy đằng này. Trời hên. Cái gà thằng mình gà đằng này các bạn ơi. Hên quá. Bị cuốc cái này mất chỗ mình không thấy. Bẫy mình còn đằng này. Hên. Trời ơi cái gì vậy. Vậy trời ơi tình dạng gì đây. Trời ơi đù anh em trong nghề để thích giùm mình cái này. Anh em trong nghề anh em hôm bị gài ông nội ơi. Trời mới gắn nó tụt cái công cỡ này nè má ơi. Cho nên không xảy hổ hèo nữa các bạn. Quá tiếc luôn. Trời tình trạng này còn sao. Quá dữ. Quá khủng khiếp. Công hôm luôn. Thôi tiếp tục đợi các bạn ơi. Dẫn đợi. Rồi mình lại tiếp tục anh em ơi. Hồi sáng làm con. Sảy con một đống đuối nghe các bạn. Dính 2 con nhỏ nhỏ. Con đã sảy chắc bự các bạn ơi. Nó gài hôm. Nó bị gài hôm. Chà. Cái niềm các bạn ơi. Có phân các bạn ơi, dữ lắm các bạn ơi. Có phân các bạn ơi. Nè. Bự đây. Ừ, gọi là như đi, nhì. Đã lắm các bạn ơi. Cái luồng bẫy này của mình công nhận nó chạy dữ thiệt công nội rồi. Con nó nhì cũng 600g, 500g. Ok. Quá đã luôn đại ca ơi, dữ lắm đại ca ơi. Trời, nó bò ra luôn. Bắt đầu dần khè luôn. Thì được 3 con nghe các bạn. 4 cái được 3 con à. Thì mình thường mình đi thăm bẫy thì mình ra bẫy phụ nhiều lắm. Hết đợt này mình mới thăm. Trời nó ủi ra luôn. Gắn cho cái 500-600 gram các bạn. Mình đã tới bẫy mình nè.
bảy đây, bảy đây. Ủa, ủa đâu rồi? Wow, trời ơi, bảy đổ bên đây kiếm bên kia, đổ chỗ này các bạn ơi. Ôi, đổ cho chút quá, rồi lại chỗ cũ đi. Rồi thì mình tiếp tục các bạn ơi. Cái bẫy mình thì mình gầm bếp qua cầu khỉ Đông Đưa kia để mình chia sẻ cái mình chỗ quê mình các bạn đồng gồng này các bạn. Đó, nhâm 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 đó, nhâm nhâm đó. Trên là cái kinh nghe các bạn, mà có đồng gồng luôn. Đồng gồng mà đồng gồng, đồng gồng cá lóc. Thôi thì mình bẫy luôn em ơi. Rồi. Luôn chỗ này nước cạn eo, kênh này nước nó cạn. Đồng gồng thiệt đã không? Trời ơi, còn có đầy dịnh luôn ba ơi. Hơn là 2 cây. Trời ơi. Gì vậy ba? Rồi, hên đi được. Mình thường gài một cái miệng thọn đằng kia với một cái đằng này. Bữa hổm thì ở đây người ta dầm hết trơn. Bữa nay lên điều ghen hết trơn, đã chưa? Quá đã. Cỡ này thì gắn chạy mình mệt trời. Cỡ này thì gắn chạy dữ lắm luôn. Mà sáng trời mưa, chuyển mưa quá trời các bạn ơi. Cũng tranh thủ thăm mấy cái bờ này trước để thôi trời mưa lên cái là bà của bắt liền. Hừng sáng thì người dân ta xịt thuốc tạt tạt luôn các bạn, đã chưa? Thôi thăm bẫy thôi, trời bẫy là lò hèm ra các bạn ơi, lò hèm tát đúng ra ngoài rồi, lò hèm ra ngoài luôn các bạn ơi. Nặng gì không đây? Rồi chuột bánh xác luôn, chuột gá xác. Đố các bạn biết chứ ở đây người nông dân người ta gào mấy cây vàng vàng để làm gì? Mấy cái chai nước đó để vàng vàng nhóc luôn đó. Đố các bạn để làm gì nha? Ở ngoài kia thì người ta dầm ấu, ở ngoài kia thì người ta dầm lúa tạt tạt ngoài các bạn. À, ha. Là biết cái lý do sao người ta để mấy cây này không bạn? Người ta để ấy chuột nha, người ta để ngựa mấy con chuột, mình mới gầy gắn. Bởi vì ta chửi mình hoài là phải, chuột người ta để ăn gắn, ý gắn người ta để ta ăn chuột, mà mấy anh em mình gà hết trơn luôn. Đó, nó cắn lủng lỗ lủng hang từ lưu dưới trên đó, mấy chị đó chỉ dầm đó các bạn, đó, xanh mượt mà luôn. Thôi thăm bẫy luôn, tới bẫy luôn. Người ta để chuột gắn ăn chuột, mấy anh em mình đồng nghiệp mình thì đi gà chuột, đi gà gắn. Ngược đời thằng ta không. Dữ lắm. Quá dữ rồi anh em ơi, nhất anh em ơi, chị anh em ơi. Là nhất nha. Thứ nào chịu nổi anh em ơi. Quá dữ nữa thôi. Cũng khiếp. Người ta thì người ta để gắn cho nó thằng chuột, mình anh em mình đi gầy gắn thôi. Nói chứ nghề nghiệp các bạn ơi, phải chịu thôi. Làm nghề mà, ok thì con này nó ăn con kia thôi, thì cái nghề này là vậy. không có gắn thì mình gà chuột nó vậy thôi, bình thường. Rồi tiếp tục mình đặt lại các bạn ơi, quá im luôn. Bánh này ngon rồi, khung cảnh thật là quen thuộc, tôi biết đường đâu kiếm bẫy đây. Rồi, để mình kiếm xong rồi mình gặp mình sẽ tách hàng nha các bạn. Rồi, mình đã lại kế bên rồi các bạn, gặp rồi các bạn. Bỏ chưa khu hàng nha, dính nữa rồi nha. Bự nhỏ gì đây, cục phân bự quá nè. Cỡ này thì cục phân nó không có nói lên điều gì nha các bạn. Con bự con nhỏ như hên xu thôi. Dở lên coi. Nhỏ éo nữa. Gì, ok. Rồi thì mình còn một cái nữa mới hết bẫy phụ các bạn ơi. Cái này dính quá trời dính. Rồi còn cái cuối cùng thôi, đặt cái bẫy chép bên đó. Rồi mình đã bình an qua cầu khỉ nha các bạn. Tiếp tục vuông lum. Chỗ đám có bò tán thần. Mình ra hơi chịch đây xíu. Đón chỗ này thì dính gần lãi nè các bạn. Đây là đây có dính gì không nha. Đón chỗ này gài hơi cao. Ngắm trình gà hơi cao, hôm nay thì gà hơi thấp lại trước. Như được.
không chụp bánh xác rồi tách hàng luôn. Ok rồi thì ok tiến hành tách hàng thôi các bạn ơi. Dính nhiều rồi, 1 2 9 3 4 cái này xếp quất luôn rồi 7 cái thôi còn không rồi 8 cái các bạn ơi. Rồi 8 cái dính được 5 con nha các bạn. Ây da trời ơi đập gai luôn. Để tới hình bắt gắn các bạn ơi, 8 cái cũng được 5 con cũng ngon rồi, quá ngon. Hy vọng sẽ được con nhất nha các bạn. Dạ các bạn xem video thì nói mình có quảng cáo hơi nhiều, các bạn xem thông cảm cho mình nha các bạn, bởi mình không biết tắt quảng cáo làm sao thì các bạn cũng thông cảm xem cho mình, chứ quảng cáo quá trời nhiều, mình xem thử rồi kênh của mình quá trời quảng cáo, các bạn cũng thông cảm cho mình nha, mà không biết tắt. Rồi tiến hành bắt gắn các bạn ơi, thì bữa nay cũng 8 cái đầu mà được 5 con các bạn. Nhiều ngự không, mình có chơi chiêu không, cái gì mà thăm mấy cái đầu mà dính hoài mình thì mình có sao quay vậy các bạn ơi. Cái này hy vọng sẽ con nhất nha các bạn, con nhất mong mỗi cây từng bần thui gió cái cây wow. Hy vọng nhất nha các bạn, wow nhất các bạn ơi, nhất các bạn ơi, xiền các bạn ơi, một em uống được phần mụ luôn, quá dữ. Con đầu tiên được con bữa bắt trước. nhất xiền trội vậy á, nhất xiền em ơi, bữa nay mình đem túi bự có 2 năm nha. Thôi chắc rồi. im bắt mấy con bự trước các bạn ơi, con lỡ nhỏ bắt luôn đi, con này con hổ lãi, con lại bỏ bên này. đây con bự đây, hy vọng sẽ được 2 con nhất nha các bạn. Thì mấy con bự bắt trước nha, mấy con bắt trước nha, cho đã tay kìa, thời sáng mở mũi cho hơi nữa kìa. 8 cái mà được 5 con là dữ lắm rồi đó, chúng thiệt không phải chúng chơi đâu. Gai dữ lắm nha các bạn, dữ lắm nha, nhất là xiền luôn, 2 con nhất luôn, wow. Dữ lắm cả thầy ơi, mấy cái đầu tiên dữ lắm mà em nói rồi mà. Nhất là xiền, để hy vọng sẽ lên nhất nhiều các bạn, vì cái luồng này cái luồng huyền thoại của mình. Ok 2 con rồi, mấy nẹo éo bắt thêm con thôi nha, tới dính tới 5 con lại bắt con thôi nha bạn, quá đã. Là hàng bờ bắt trước sướng rồi, sướng trước tính sao. Rồi lúa thầy lầy luôn, cái này vô lâu rồi. Nhì ok, thì còn con gắn lại với con gắn hành me bỏ đây các bạn ơi, wow. Rồi còn gắn nhỏ với con gắn lãi bỏ qua các bạn, để quay nó hơi dài. Rồi trời lất phất hạt mưa rồi các bạn ơi, xin lỗi tình yêu ông trời chịu hết nổi rồi, đi vô mấy cái đường đất này thăm hồ bà có quắc luôn. Ở chỗ này thì bữa hổm mình làm sẩy con gắn này các bạn, không phải sẩy nhưng mà cái hôm nó bị hở. Hôm nay quý vị mình lại đi coi nó có tình hình cái này sao nha. Đâu ta? Đây. Nó hỏi hôm rồi đây. Em nó cứ đi ăn lại chưa? Một tuần cứ không biết ăn lại đâu. Dính ra này mà nhỏ. Nhỏ. Con này thì không thể nào phá hôm mình được nha. Ok. Đợi. Ở đây hừng sáng thì nông dân của ta bằng đá các bạn. Đó. Nó 3-4 chú một lượt luôn. Rồi thằng bảy thôi. Bảy mình ghé đây. Bố đâu kìa. Đây. Để mình giấu kỹ lắm á. Nó dở cây lên. Nó đạp nó kỹ chưa. Có phần nghe đơn giản nha. Có phần nghe bự không đây. Bự không đây. Ô nhì. Ok.
là cái chỗ huyền thoại của mình sao tua tải hết trơn các bạn ơi. Ai quậy dữ thần gì đây, tùm lum cái bẫy mình không biết còn không đây. Thì cái quẩy luồng bẫy huyền thoại mình nhất định sẽ có vòng vòng khu vực này nha các bạn. Để vòng vòng khu vực này mình còn đợi gắn bự. Thấy ra đây các bạn ơi. Ồ, có phần, có phần, có phần, có phần, có phần, có phần. Bẫy bự luôn. Đâu. Ủa trời ơi, dính cây. Hết hồn dưới chẳng dính cây. Cục phân cũng thừa lừ luôn. Con hành nhỏ éo à. Vô lâu lắm luôn. Rồi, mình lại tiếp tục khu bẫy huyền thoại của mình các bạn ơi. Chỗ này nãy mình lại mấy tiểu đệ mình lôi ra. Mất tiêu rồi, chết chuột luôn rồi. Lỡ là thay chuột. Thay chuột luôn. Ở đây thì có mấy con chó hay lắm. Mắc mùi hay tán thần. Chỗ này mình gìn còn gìn gắn bự. Lâu lắm mà chưa lên. Thử bữa nay coi tình hình có lên lít gì chưa. Rồi, le lử luôn, tào lao luôn. Há hỏng luôn. Còn sống các bạn ơi, còn sống cái gì đâu ơi, còn sống. Ây da. Còn sống chứ. Ở chỗ này thành gà bẫy bự. Hello. Rồi. Còn sống các bạn. Hello. Rồi, im. Vô ăn chuột được không? Rồi quấn chuột luôn. Đợi. Vậy lỡ mình cũng mình phát hàng luôn các bạn ơi. Mình về trong đây mình vô khu bẫy bự của mình này. Mình sẽ bắt con rắn này ra. Rồi mình sẽ rồi dính cũng thì mình dính cũng được 4 con các bạn. Đây. 4 con. Đằng kia 2 cái nữa, 2 con. Mình còn 7 cái nhưng mà cái này còn chuột. Wow. Rồi. Vậy là bắt rắn luôn các bạn ơi. Bắt cá được mình thay cái mấy cái bẫy bự mình đặt ở khu vườn quan này. Một cái bị mấy tiểu đệ mình lôi ra mất tiêu rồi. Ok, mình dùng hỏng đi. Rồi chơi. Tập sau này mình thăm cũng có dính cái mấy con này. Cũng được không à, không bự mà cũng dày. Mấy ơi, gà mới. Mà cá kia mới, qua gà. Còn cái này hay nhì xì. Có đã. Một em. Bữa nay hy vọng sẽ lên hàng khủng mà. Sáng được 2 con là chất quốc rồi các bạn thấy giờ. Nhưng nhỏ không? 2 cái bẫy nhỏ thì nó dính gắn bự. Còn 2 cái bẫy bự thì nó dính gắn. Ác à. Nghịch lý thôi vậy đó các bạn. Bắt 2 bẫy nhỏ trước. Chưa có phải thử ra nít. Từ từ gấp gáp gì nít em. Từ em cũng ra thôi. Gấp gáp gì. Rồi gáp. Có gì kiểu gà không gà. Không muốn gà cái thọc đầu gà. Biết lắm rồi. Nó. Im. Gì nữa. Ok. 2 con. Wow, cũng nhiều nữa các bạn. Mình không có hành không à, đây được có hành. Còn cái bẫy bự nữa. Để mình bắt cái bẫy bự này ra. Bẫy bự vô cả nhỏ éo à. Tào lao như quỷ vậy. Trời ơi mà. Đóng lúa luôn, yêu đóng ấy luôn. Đóng bùi nhùi luôn. Rồi. Đó, chụp hết à. Phải cho bá. Chúc. Wow. Nha. Ê, này ngon. Rồi. Con rắn này thì mình sẽ xử lý sau các bạn. Nó cật đầu. Hơi khó làm ăn nha. Rồi, chờ tiếp theo nha. Rồi, mình đã tới điểm bẫy cái này mình các bạn, bẫy vô đường đất. Mà sáng giờ ông trời cũng ui không. Rồi, ok. Mình sẽ thăm một cái ở đây.
còn mình bắt được từ đồng ngoài mình thăm vô nha các bạn. Ủa trời, mua bó tử mình chạy vô kịp. Thăm cái này trước đi. Như có phân các bạn ơi. Wow, chim các bạn ơi. Chim các bạn ơi. Wow, được các bạn ơi. Ngon 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 ngon. Im. Rồi, thì ok. Mình sẽ quay cái đoạn đường mình đi thăm cho các bạn xem nha các bạn. Rồi. Để quay cho các bạn xem cái đường đi khủng khiếp lắm. Cái đường này mà chạy mưa cái là bà có bắt luôn. Cái bẫy anh em ơi. Thì cái bẫy đầu tiên mình đây này, cái bẫy chỗ này thì ở đây, thăm luôn các bạn. Rồi ok thăm luôn. Cái cây. Em này cây sao đây? Còn xuống dựng đây. Đang láng các bạn ơi, đang láng các bạn ơi. Đang láng các bạn ơi, thử coi. Khui. Trời ơi trời, phân luôn mà mất tiêu con rắn nữa rồi đại ca, chết em nữa rồi đại ca. Cái chỗ này chỗ gì mà nó mà sẽ rắn dữ thần vậy ta. Phân luôn. Phân cho nhất à. Trời. Còn mấy bự đây nha các bạn, không sợ. Rồi ok. Tới phần mình đi cút bò tần tèn các bạn ơi. Hết chạy xe được rồi. Chạy xe chạy bánh thái bọc của nội á. Vô đây thì đồng nghiệp vô đây được cũng hay lắm nha. Chuyến này mình trốn vô vùng sâu vùng xa các bạn ạ. Rồi cho em yêu một miếng cỏ rồi. Cỏ này thì chuột thì nó chuột thì nó khoái lắm luôn. Để mình còn vô đây thì an tâm. Rồi ok. Thôi em yêu sao rồi? Không, em yêu còn sống. Ok. Rồi thì mình tiếp tục lại mì thòi đằng đó nha các bạn. Mì thòi đằng đó mình còn một cái nữa. Cái đằng đó thì lúc trước thì nó mất con chuột. Lúc này mình anh thăm hương sao nha. Đúng là mình lại coi em yêu mình có thể ăn nữa không nha. Thường thường thì sẽ gắn thì lâu lắm mới dính nó lại các bạn. Có phần nữa các bạn, có phần các bạn, có phần các bạn ơi. Có phần các bạn ơi. Khui. Ô nhỏ à. Nhỏ các bạn ơi. Nhỏ xíu. Gắn cỡ này thì không thể nào bắt chuột mình được nha. Đợi.
Rồi thì mình tiếp tục hôm nay mai. Còn cái này nếu mà dính thì mình tách hàng luôn nha các bạn. Chỗ này thì hơi tắt. Không, nhiều còn sống. Rồi, ok, tách hàng rồi các bạn ơi. Bao cũng thừa lực rồi. Bao 1 kg rồi. Dính mới thì cũng ngon. Bắt hậu ngựa trước cái. Cái này phi đạp nó giờ mình còn 4 bảy phụ các bạn, bắt luôn. Thách 7 thay à. Ngoài đường mỏ vỏ ngoài ngoài đồng hổ ngựa nè. Chứ ngoài ngoài đồng hổ ngựa trong nhà mỏ vỏ nè. Ga miêu. Đó, trời ơi cái này. Gieo vô ăn con chuột em đành đạn đó. Đó, trời ơi. Ê. Vô nó ăn chuột. Nó có phần ngón tay à. Ở đây ăn lúa nha em đừng có đi đâu nha. Ở đây ăn chuột nha. Kệ nó ăn chuột được, thả ra các bạn ơi. Đi. Nhỏ xíu làm gì bắt hơi lòng. Chứ làm gì ba thứ quỷ này. Rồi, là chiến đấu là bắt cắn nhì nè. Ok. Chỗ này đây thì cái chỗ mới của mình. Để thành bắt cắn các bạn ơi. Diễn hoài. Nói gì cũng ngon các bạn, lên con nhất à. Trời ơi, nó chạy ra bà ơi. Lâu nói chuyện. Thôi cái gì, ok. Lâu nói chuyện, cái chỗ tọt cảo hay. Mới tọt con cái một à, nó gai. Nó lẹ ra quá, mới tọt vô con cái một nó gai các bạn. Thôi, vô hàng, nhì. Nhì nữa luôn. Nhì hoài luôn. Ê, có dính là hên rồi. Dính là mừng lắm rồi. Khóc la gì. Dính là thề dài. Gắn này bự hơn gắn nãy. Gắn nãy mình thăm cái đường này mình vô thăm đầu tiên đó các bạn. Gắn này hơi bự. Đầu ngoại kinh gắn bự. Để gặp nó xíu xíu. Gặp bằng lỗ mũi mà vô gắn bản thân. Đó ký á. Dạ, trời ơi, yếu cực. Dài thòn luôn. Dạ. Dạ bé ơi. No. Ôi, cái này ăn 500 g các bạn ơi. Mình có đường này mình còn con cái nữa các bạn. Dính này mình test không dính này thôi mình chèo mình qua luôn nha. Đi qua luồng khác luôn nha, đi qua chỗ khác luôn nha. Ga mươi. Ừ. Ôi nửa kilo. Cũng được nha các bạn. Vậy là ngon lắm rồi. Mình còn cái trong đây. Còn cái chỗ hồi nãy. Nếu mình thăm được dính thì mình test không dính này thôi luôn nha. Wow nặng dữ lắm các bạn ơi. nặng lắm rồi. Rồi tới cái này quay hẹp hẹp lại các bạn ơi. Quay rộng quá lần sau không còn cái nào để thăm à. Ui có phân nữa ta. Chắc nhẹ các bạn ơi. Ủa phân có chỗ nữa đây. Nó đù. Có phân mà còn chuột. Còn lúa luôn. Sao kỳ vậy ta? Có phân nè. Chuột éo đẹp tình nè. Đù. Ngộ nghe. Còn chuột luôn. Phải chuột mình không? Hello. Phải em được có anh không? Để các bạn ơi. Ok. Để luôn. Rồi tới địa điểm này thằng quay góc hẹp đây nha các bạn. Rồi chỗ này thường xuyên mất bẫy thường xuyên. Quay hẹp lên tí. Cái này mất cái lúc rồi mất cái nè. Cái này còn có phần các bạn này, phải chắc éo luôn các bạn này. Chà, nung gật cũng mạnh dữ nha. Qua cũng nặng nè. Thử cái hành nha. Thôi rồi trời ơi hành ngựa luôn. Các bạn nào gà chín hành ngựa được chưa? Hàng chín nặng quá nặng mà ngựa lú đầu nhỏ xíu. Hai cục phân tán thần luôn, trời ơi chắc éo luôn. Con hành con ngựa rồi các bạn, ok. Hai con này sao? Con hành nó ăn con ngựa hoặc con ngựa lớn hơn nó ăn con hành mà con hành lớn hơn ăn con ngựa đó các bạn. Lô này. Ok, tiếp tục. Quá đã. Cái chỗ này lúc trước mình cũng mất cái này các bạn.
vẫn đặt lại luôn. Có phần nữa các bạn ơi, quan trọng nhất luôn. Hành, hành nhỏ. Ok. Rồi tiếp tục anh em ơi. Đây 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 các bạn ơi. Rồi. Tương lai đường quá trời cái đường. Trời ơi đạp cỡ này thôi chứ. Trời ơi phân gắn luôn, miếng gắn mà còn gắn mày. Rồi gắn ra mất tiêu luôn. Còn phân luôn. Ok, làm lại. Chơi lại các bạn ơi. Rồi. Thì mình quyết định mình thăm một cái này nên nghe các bạn. Rồi mình tách hàng luôn nghe các bạn. Bởi vì cái bẫy của mình đã hư hai cái bị đạp hết, hư hai cái rồi. Mình còn cái hai bẫy phụ thôi. Bắt gắn luôn, dính hàng gắn nãy giờ chưa test. Cái bẫy này cũng thường xuyên dính gắn này các bạn ơi. Á, lụm được cái một quẹt. Quẹt mình quá, mình cháy không đây. Cháy 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 lụm luôn. Lụm lửa luôn, có lửa nghe. Thử chạy, có khói gì không? Có lửa phải có khói chứ à. Có lửa có khói gì không? Nghĩ đây. Không ơi, mình còn sống. Còn trách hàng đâu các bạn ơi. Rồi. Thế ok, mình tách hàng đó các bạn ơi. Có cái bẫy dính hai con này các bạn. Một con hố ngựa, một con hố hành. Bên đây nói chung là chúng rất là chúng đậm nha các bạn. Nó chúng nhiều. Một con hành, một con hố ngựa vô bẫy luôn, chung chung cái bẫy luôn. Hai thằng nó đu đà đu đỏm ở trong luôn. Rồi đi thành bắt luôn các bạn ơi. Con nào xài được nha. Mình còn có 4 cái nhưng mà thằng chắc bị đạp hai cái tiêu các bạn ơi. Mình còn hai cái thôi, hai cái thì bắt gắn luôn, hết bẫy phụ rồi. Mình còn tới 4 cái bẫy nữa lận. Hy vọng sẽ là một con nhất nữa nha các bạn. Sẽ qua kỳ khóa kỷ lục bữa nay nha. Bây giờ hổ ngựa, hổ hành luôn. Hổ ngựa hổ hành luôn. Wow. Hổ hành. Để bắt ra cái thả luôn. Con nào xài được. Wow. Trời hổ ngựa. Gì dữ vậy ba. Hổ ngựa hổ hành đâu các bạn, hai con. Thì ngựa lớn không xài được đấy các bạn ơi. Thì mình thả cho nó ăn chuột đi. Con này ăn chuột hay lắm luôn. Kệ nó cho nó ăn chuột. Mình chỉ bắt xài thứ xài được thôi. Thứ xài không được thì xài không được thì thả nha. Để cho ăn chuột nha. Chứ bắt hoài thì tiệt giống đó. Ăn chuột nhóc ra. Ủa cũng nặng lắm rồi. Chứ quên còn con nó chứ bảy. Còn con nó bắt luôn các bạn. Con này thì nhỏ à. Còn 4 cái bẫy nữa các bạn. Thì giờ sẽ lên một con bự. Con bẫy này chọn cũng ngon lắm luôn. Thôi xài được luôn. Ok. Chơi. Yo. Bữa nay nó bữa nay nói chung vậy là cũng dữ lắm các bạn ơi. Trong đời thăm đợt này được 35 cái. Thường thường thăm 30 nghỉ à. Rồi ok. Để bự luôn. Nó ngon vậy ba. Rồi con nhỏ xíu luôn. Hình như là em đã ra đi rồi. Rồi mình còn trong đây một cái này, một cái nữa các bạn ơi. Thì có đầu có đuôi luôn nha. Trời từ lừ dữ vậy. Rồi chuột chết nữa, tiếp tục chết chuột không. Rồi thì có đầu có đuôi lên em ơi. Mấy cái bẫy mình đây cũng hư hết trơn nha các bạn. Thì mình còn một cái thôi. Mấy bẫy này thì đạp anh chạnh chứ nghe. Rồi để mình thăm một cái trong đây ra anh tách hàng luôn các bạn. Thui luôn. Đúng như đây. À có phần nữa các bạn, phần các bạn ơi. Phần thử lượng các bạn chết bà rồi, không có chuột thai nữa còn sao trời. Bự nhỏ chuyện đây. Wow. Sao đỏ đỏ vậy? Đỏ đỏ đang đen. Nó đen đỏ nặng. Wow, hành nữa các bạn ơi. Cái cuối cùng. Hết chuột thai luôn. Quá đã. Rồi tách hàng luôn. Thôi giờ lầy lậu dữ lắm các bạn ơi. Mà con em luôn. Thôi giờ thì mình xin kết thúc video nha các bạn. Rồi. Wow.
này nặng anh ơi. Nặng không? Nặng. Rồi. Cái này hơn 6 kg á. Hả? Trời đâu dữ thần vậy? Ừ. Hả? Cũng được mới cũng được các bạn ơi. Ok. Im, bữa nay cũng trúng đậm nghe các bạn. Nặng anh ơi. Nặng hả? Nặng. Thì mình cũng nhậu với anh em luôn các bạn ơi. Thì mình trong đây thì nãy mình cũng thăm dính một con. Nó bự không? Hả? Rút tới kìa. Nhỏ mà. Hả? Thì con này gắn nhị. Mình hồi nãy mình thăm mấy cái mà cũng dính một con. Ủa để bột lúa vậy đó hả? Ừ, để bột lúa vậy đó. Vậy sao thấy? Thấy không? Im không? Thì cái này gắn nhị nữa. Ừ. Nhì. Thì bẫy của mình cũng đã cuốn về hết các bạn ơi. Mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Mới có con cá rồi. Ừ. Thì mấy cái này thì nó hết chuột rồi. Mấy cái này thì nó banh chuột hết trơn rồi. Mấy cái này thì bị đạp, bị hư hết trơn các bạn. Rồi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Bye bye. Mình là trúng đậm nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo của mình nha. Bye bye.